Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019. Trong 30 phút tới đây, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những thông tin được chúng tôi cập nhật trong đêm, trong đó có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều là cơ hội vàng để quảng bá đất nước Việt Nam. Chăm sóc sức khỏe người lao động bằng chính sách an sinh xã hội. Cháy rừng thiêu rụi nhiều hecta rừng tái sinh tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, vào khoảng hơn 21 giờ tối qua 26 tháng 2, chuyên cơ không lực 1 đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ bắt đầu vào hôm nay 27 tháng 2. Lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau giải quyết một số vấn đề còn tồn động hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đón Tổng thống Mỹ Donald Trump có đại diện lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam và đông đảo các phóng viên báo chí. Trên đường từ sân bay Nội Bài về khách sạn Marriott, Tổng thống Donald Trump thân thiện hướng về phía phóng viên, người dân, mỉm cười và vẫy tay chào. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tại cuộc gặp lần 2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ cùng nhau giải quyết một số vấn đề còn bỏ ngỏ, trong đó quan trọng nhất là thống nhất về khái niệm phi hạt nhân hóa, bởi cả hai bên hiện vẫn có những cách lý giải khác nhau về khái niệm này. Bên cạnh đó, cả hai bên cần phải đạt được một thỏa thuận cơ bản về phương tiện và thể thức sẽ được sử dụng để thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh lần này được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả tích cực và rõ ràng hơn so với hội nghị lần đầu nhằm hướng đến mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump vừa có cập nhật mới nhất trên tài khoản mạng xã hội Twitter sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ông viết: "Tôi vừa đến Việt Nam, xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội với người dân ra đón rất đông và nhiệt thành." Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam, nhiều người Hàn Quốc đang sinh sống làm việc du lịch ở Việt Nam đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và kỳ vọng lớn vào cuộc gặp quan trọng này. Những ngày này, chủ đề bàn luận được đặc biệt quan tâm của nhóm doanh nhân Hàn Quốc này là hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Sau hội nghị thượng đỉnh, tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp và mang lại hòa bình trên toàn thế giới. Tôi cũng hy vọng Triều Tiên từ bỏ chuyện phát triển thêm vũ khí hạt nhân. Việc chọn Việt Nam làm nơi đăng cai cho cuộc gặp này cũng tiếp thêm cho họ niềm tin và hy vọng về một tương lai hòa bình và phát triển trên bán đảo Triều Tiên. Nhờ vào việc chấm dứt chiến tranh, tôi tin cả Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ sẽ đều có được những kết quả tốt đẹp về phát triển kinh tế trong tương lai. Việt Nam được chọn là bởi Việt Nam đã khắc họa hình ảnh một quốc gia an toàn. Tôi cũng hy vọng sự kiện trọng đại này sẽ giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài và khách du lịch nhiều hơn nữa. Cũng như những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cộng đồng doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam có lý do để trông đợi những tiến triển tích cực trên bán đảo Triều Tiên trong tương lai. Thưa quý vị, Việt Nam từng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn như hội nghị thượng đỉnh APEC, diễn đàn du lịch ASEAN, nhưng chưa bao giờ tại cùng một thời điểm chúng ta lại đón lượng phóng viên quốc tế lớn như là sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Đây là cơ hội vàng để ngành du lịch nước ta tăng cường quảng bá hình ảnh ra thế giới. Tại công ty du lịch này, những chiếc nón lá hay những bức tranh dân gian Đông Hồ đang được gói ghém cẩn thận để tặng các nhà báo quốc tế tác nghiệp tại thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Tất cả các phóng viên quốc tế đến Việt Nam đưa tin về sự kiện sẽ được phục vụ miễn phí các tour tham quan khám phá Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh. Nhiều đơn vị lữ hành và chính quyền địa phương đang chung tay cùng ngành du lịch để tăng cường quảng bá về một đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách. Ta sẽ tạo ra một cái cơ hội tốt nhất có thể để đảm bảo rằng nếu các nhà báo có một chút thời gian nào rỗi thì họ đều có thể tranh thủ để đi thăm thú Hà Nội cũng như là Việt Nam. Chúng ta sẵn sàng đón tiếp các vị khách quý này và tất cả các cái doanh nghiệp đều sẵn sàng ủng hộ các cái chương trình phát động khi các cái đoàn khách đến đâu thì đều được hoan nghênh và cung cấp miễn phí 100%. Sau hội nghị này, Tổng cục Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức một loạt các hoạt động xúc tiến du lịch tại Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam, tăng cường thu hút khách du lịch. Để quảng bá đất nước Việt Nam, không thể không nhắc tới một kênh rất quan trọng, đó chính là văn hóa ẩm thực. Hàng ngàn phóng viên của các cơ quan báo chí, hãng tin nước ngoài đang tác nghiệp về sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai cũng rất ấn tượng và hào hứng khi được thưởng thức những món ăn ngon của Việt Nam. Phở Hà Nội, bánh khúc cô lan, bún thang, bún chả, những món ăn quen thuộc của người Việt Nam khiến các nhà báo nước ngoài lần đầu đến Hà Nội thấy vô cùng thích thú. Tại trung tâm báo chí quốc tế, các bữa ăn trưa và tối được phục vụ miễn phí hoàn toàn.
Thực sự món phở này rất ngon. Tôi thì cũng đã thử món bún thang rồi và cũng thấy ngon lắm. Và đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức những món ăn này. Món ăn Việt Nam khá phổ biến ở Hàn Quốc. Tôi rất mong muốn thưởng thức món bún chả này, vì như các bạn biết, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã thử món này rồi. Mặc dù thời gian chuẩn bị khá ngắn, nhưng sự chu đáo của ban tổ chức sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về sự đa dạng trong văn hóa, ẩm thực đối với các nhà báo nước ngoài, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Sự hiếu khách của dân tộc Việt Nam được cộng hưởng từ mỗi con người Việt Nam và họ thể hiện sự chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều bằng những cách rất riêng. Một doanh nhân say mê nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh đã sáng tác ra hai bức tranh độc đáo, đó là chân dung của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được tạo nên từ ốc vít. Anh Đinh Nguyên Bình sống tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh là một trong số ít những người theo đuổi nghệ thuật vẽ tranh bằng ốc vít ở Việt Nam. Bức tranh Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực hiện trong vòng 3 ngày với khoảng 4.000 con ốc vít. Và bức tranh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được thực hiện nhanh hơn với khoảng 3.000 con ốc vít. Và tôi cũng muốn góp một chút sức gì đó mà để mà nó lan tỏa cái tinh thần hay cái niềm vui của mình đối với một cái sự kiện này. Để hoàn thành một bức tranh bằng ốc vít cần 3 giai đoạn chính là tìm ảnh, kẻ ô và thực hiện. Do anh Bình thích màu tự nhiên vốn có của ốc vít nên vàng và đen là hai màu chủ đạo của các tác phẩm. Tôi là một người mà thích làm những món đồ tái chế, về chai lọ, về nắp chai, về những cái đồ mà nói chung là thực chừng bỏ đi ấy, thì mình biến chúng thành những việc có ích. Anh Bình cũng từng thực hiện nhiều tác phẩm khác làm từ ốc vít như chân dung cầu thủ Công Phượng, huấn luyện viên Park Hang-seo. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe người lao động liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của doanh nghiệp vì nó gắn liền với tăng năng suất lao động. Vì thế, bảo hiểm y tế luôn là lựa chọn đầu tiên của các doanh nghiệp do mang lại nhiều lợi ích cho người lao động và cho chính đơn vị sử dụng lao động. Sau nhiều năm làm công nhân dệt may, chị Lê Thị Sâm bị đau lưng, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cuộc sống. Chị Sâm đến bệnh viện quận Thủ Đức để chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Nó gần được cái nơi mình ở này, thì nó thuận tiện về cái việc đi lại, cũng là mình bệnh viện mà mình đăng ký. Lao động nữ chiếm đa số trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, nhất là với những ngành như dệt may, da giày, công nghiệp chế biến, nhu cầu để đảm bảo sức khỏe của họ là rất lớn. Ngành may thì cũng thuộc nặng nhọc độc hại, cho nó cũng quan tâm đến anh chị em phụ nữ về vấn đề trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, về vấn đề khám phụ khoa cũng như là chăm sóc cho phụ nữ sau khi sinh. Các doanh nghiệp lớn đều tổ chức ngay tại chỗ một phòng y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công nhân. Đây còn là nơi để chuyển bệnh cho người lao động khi họ cần thông qua sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại cơ sở lớn hơn. Mỗi lần đi khám bệnh là cái thẻ rất là tiện. Khám bình thường, rồi tới cấp phát thuốc. Có nhiều khi mình khám là mình cũng không tốn đồng bạc nữa hết á. Đóng đầy đủ bảo hiểm và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động là sự đầu tư có ý nghĩa lâu dài để phát triển kinh tế, xã hội. Ngay sau đây trong mảng an ninh trật tự, cảnh sát giao thông và người dân cùng giúp tài xế xe tải bị lật thu gom sữa trên đường. Chồng đâm vợ tử vong do ghen tuông. Thưa quý vị, trưa qua một vụ cháy rừng đã xảy ra trên địa bàn thôn 2 xã Plá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều hecta rừng tái sinh. Ngọn lửa bùng phát tại một rẫy cà phê của người dân, sau đó lan rộng tới diện tích rừng keo thuộc khu vực do công ty ván ép Trung Nam quản lý. Hạt kiểm lâm khu vực đã huy động lực lượng dân quân, công an xã, cán bộ kiểm lâm và người dân tham gia chữa cháy. Lực lượng chữa cháy đã tạo đường ranh cản lửa và bình xịt để khoanh vùng, tránh cháy lan sang những diện tích rừng xung quanh. Do địa hình đồi dốc cao và thời tiết nắng nóng cộng với gió to nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên tại một vài vị trí, lửa vẫn còn âm ỉ và có nguy cơ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Theo đánh giá ban đầu của ngành chức năng, diện tích rừng bị thiệt hại có thể lên đến 5 hecta, ước tính có 20% diện tích bị cháy, thiệt hại hoàn toàn. Chiều qua, một chiếc xe tải vận chuyển sữa đã bị nổ lốp và lật ngang trên đại lộ Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông cùng người dân đã cùng hỗ trợ gom sữa giúp tài xế xe tải. Vào khoảng 14 giờ, xe tải mang biển số 51C41379 đang lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh, thì xe bất ngờ nổ lốp rồi lật ngang đường, khiến nhiều thùng sữa trong thùng xe đổ ra ngoài. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường cùng người dân hỗ trợ tài xế thu dọn những hộp sữa. Sau đó, một xe cẩu cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ đưa chiếc xe tải rời khỏi hiện trường.
Tài xế cho biết xe bị nổ lốp dẫn đến lạc tay lái gây ra sự cố trên. Tránh xe container từ bãi rẽ ra đường lộ, một xe container khác đã lao lên vỉa hè, húc đổ hai cây xanh. Rất may tài xế và phụ xe may mắn thoát chết. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay trên đường DT743 tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 2 giờ 30 sáng, xe container mang biển số 61C15399 lưu thông trên đường DT743 theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An. Khi xe lưu thông đến khu vực phường An Phú, thì lúc này xe container biển số 51C84088 đang từ bãi rẽ ra đường quốc lộ nhưng không nhường đường, làm tài xế xe container biển số 61C không tránh kịp để xe lao lên vỉa hè, tông bật hai gốc cây xanh. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, ùn ứ lúc 3 giờ sáng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng tại Bình Dương, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào trưa hôm qua trên đường Nguyễn Trãi, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Nạn nhân là một nam sinh 17 tuổi. Khoảng 12 giờ trưa, em Nguyễn Đình Tuấn đi xe máy trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến gần ngã ba ông xã thì tông vào đuôi chiếc xe tải đang đậu bên đường để giao hàng. Cú va chạm làm cho em Tuấn ngã ra đường. Vừa lúc này một xe tải khác chạy từ sau tới, không kịp xử lý tình huống, đã cán trúng em. Nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận thông tin, công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hôm qua, công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Dân, 44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Dân nghe được tin vợ của mình là chị Ca, 42 tuổi, có quan hệ tình cảm với lái xe của gia đình, nên hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Tối ngày 25 tháng 2, sau một trận cãi vã, trong lúc tức giận, Dân đã lấy con dao đâm vào vùng bụng của chị Ca. Sau khi gây án, Dân cùng con trai đưa chị Ca đến bệnh viện cấp cứu, rồi sau đó đến công an tự thú. Do vết thương quá nặng, chị Ca đã tử vong tại bệnh viện. Tại Hà Tĩnh, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm trong vụ vận chuyển gần 10 kg ma túy đá. Đặc biệt các đối tượng này còn sử dụng vũ khí cố thủ khi bị lực lượng chức năng truy bắt. 4 nghi phạm gồm Nguyễn Thành Trung 34 tuổi và em họ là Đào Viết Sơn 27 tuổi cùng trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Nguyễn Anh Tuấn 28 tuổi trú tại Nghệ An và Nguyễn Khu Phước 21 tuổi trú tại Hà Tĩnh. Trước đó vào chiều ngày 15 tháng 2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Trung, Tuấn và Phước điều khiển hai xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 8C, nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt. Trên đường bỏ chạy, Trung và Tuấn ôm súng lựu đạn cố thủ trong xe. Lực lượng chức năng đã bao vây thuyết phục nhiều giờ, hai nghi phạm này mới chịu đầu hàng. Còn Phước sau một đêm lẩn trốn trong rừng đã ra đầu thú. Nguyễn Thành Trung và Đào Viết Sơn bị khởi tố vì hai tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Còn Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Phước bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi và tổ chức đòi nợ thuê vừa bị Công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam triệt phá. Nhóm đối tượng này hoạt động rất manh động, thường sử dụng hung khí pháo nổ trong quá trình đòi nợ thuê để đe dọa khống chế các con nợ. Cầm đầu băng đòi nợ này là Lê Duy Long, 20 tuổi. Ba đối tượng đàn em cùng bị bắt là Đinh Quang Thuận, thân Nguyễn Hồng Thịnh và Trần Chí Hải. Vào 22 giờ ngày 21 tháng 2, ban chuyên án đã mật phục bắt quả tang Long và Thuận đang có hành vi đe dọa đòi nợ một người dân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, lực lượng công an thu giữ một bình xịt hơi cay, 5 cây tuyếp sắt, 3 mã tấu và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Mở rộng điều tra, công an bắt tạm giam thêm thân Nguyễn Hồng Thịnh và Trần Chí Hải. Công an đang vận động các đối tượng còn lại trong nhóm ra đầu thú. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều được phát sóng trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18 giờ 30 phút. Kính chúc quý vị có thật nhiều năng lượng cho một ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt.